Hôm bữa thì chú nói cái mật độ gầy cánh trắng nó rất là cao á bà con, nên là bà con thấy nè, cái bộ lá nó làm hết sức luôn rồi, chạy thì ok nè, bộ lá nó làm hết sức mình nè. Thì hôm nay bà con để ý đó, những giờ lúa nào mà cắt á mà đã trái khoảng chừng 3-4 phần lá thì những cái vàng lúa đó là đảm bảo luôn sẽ no cậy hết nha bà con, đảm bảo sẽ no cậy hết. Giống như là bị gầy cánh trắng nó mất sức nè, mình xịt trợ lực cho nó vô, nó lấy được cái phần cậy của mình đó, thì quay qua là cái lá của nó trái tầm khoảng chừng 3 phần vậy nè, là những vàng lúa vô hầu như là đạt cậy hết. Còn mấy vàng lúa, mấy cái lá của ông nào mà xanh 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 á mà nó quay ra nó đơ bông là những miếng lúa đó là thua nha. Đó, hôm nay thì nhiều ông bị gầy cánh trắng te tua, có cầm được cái vàng lúa giống như vậy không? Gầy cánh trắng nhiều, chú nói nhiều dữ lắm, nhiều quá con. Gà thì nó còn tươi nè, gà nó còn tươi. Gạo thì đừng thấy nó vô tốt nha, gạo vô rất là tốt và hạt rất là sáng. Đánh thử coi bà con năng suất vàng lúa này như thế nào. 6 tấn, 6 tấn rưỡi nổi không? Nè, gạo vô ok chưa? Còn đi qua sinh trưởng thì nhiều bà con hỏi lưng á, là xịt thêm những giai đoạn khác không? Được không? Được bình thường đó bà con. Tại vì dòng đi qua sinh trưởng bà con hỗ trợ để mà trợ lực, nó cung cấp đi qua sinh trưởng là chung quy lượng, để mà cân bằng cái cây lúa mình lại hơn, nó chống sốc gầy cánh trắng nè, rồi nào là mưa nắng thất thường cái vàng lúa mình nó bị mất sức, thì cái giải pháp qua lá giống như thuốc bổ vậy đó, để cái vàng lúa của mình nó có sức, nó chỗ được tốt nè, nó thụ phấn được tốt, tránh cái tình trạng là lép sinh lý, rồi nó chỗ nó cũng lẹ hơn nữa. Nên là cái giải pháp mà gầy cánh trắng hoặc là cái nhiệt độ khắc nghiệt của thời tiết á, thì bà con có thể là kết hợp cái cặp mà thôi hợp trò nha. Chốt lại không có bị vàng lá chín sớm đâu, mà phần lớn là do thời tiết là chính thôi. Thí dụ vàng lúa mình có lực á, mà mình trợ lực thêm thì nó chỗ ngon, rồi song song với đó là gầy cánh trắng nữa thì nó chỗ không nổi là đúng. Nếu mà bà con không đi giải pháp là xịt bồi bổ thêm cho nó, rồi cái con dao hai lưỡi đó, gãy phân, hôm nay Lưng có nhắc và Lưng có góp ý cho bà con rất là nhiều, là gãy phân ở giai đoạn bắp, còn lúa mất sức quá thì có thể là gãy, nhưng mà mình sẽ đi là NPK kali. Vàng lúa của chú là có gãy nuôi bắp nha bà con. Đối với vàng lúa này chú có kết hợp là gãy phân nuôi bắp. Chú nói là thời điểm là bắp á, cái mật độ gầy cánh trắng nó quá nhiều đi, nó xèo con luôn, rồi cái thời tiết nắng chen mưa lúa bị mất sức á, nên là chú có gãi thêm để mà trợ lực phân nuôi bắp vô. Rồi song song với việc là kết hợp mà thôi hợp chồi, thì thông qua cái video này nè, Lưng muốn truyền tải tới bà con á, là nếu mà lúa bà con gầy cánh trắng mà nó vàng, nó nợt lá chân ở giai đoạn đóng đồng, thì bà con gãy phân đóng đồng, cái lượng đạm mình có thể là mình cộng 1 lên. Thay vì mình gãy 4kg thì bây giờ mình gãy 5kg. Mình sẽ chen vào với NPK và kết hợp kali để mà tránh mùa mưa bị cháy bề lá, rồi tránh cái việc mà dư đạm chỗ lên nó sẽ bị đơ bông. Rồi tiếp theo, gãy phân đóng đồng xong, dự trù dùng cho Lưng là một mẫu á, là một bao NPK với nửa bao kali để đó. Khi mà mình xịt gầy cánh trắng không lại, xịt rồi nó cũng có rồi, xịt rồi nó cũng có nữa, mà mình thấy vàng lúa mình ăn phân được tốt, thì bà con có thể là gãy ở cử nuôi bắp. Cái tỷ lệ hôm nay Lưng chia sẻ đó là 3-1, để mà trợ lực ở giai đoạn trước chỗ khoảng 1 tuần, mình vẫn song song xịt mập thân mập chồi nha bà con. Đó, đó là cái cách đi phân, phải cách để là trợ lực cho vàng lúa của bà con, nó vượt qua tình trạng là sốc thời tiết và gầy cánh trắng, hai cái nó chập vô. Rồi kết hợp phẫn cho kỹ vô nha. Cái bộ ba lúa chỗ á, thì bà con có thể là xịt chỗ sẹt kết hợp với chỗ điều,
để mà tránh cái tình trạng là lúa bà con chỗ lên nó bị đơ bông do vấn đề phẫng, do vấn đề nấm. Và mình sẽ hỗ trợ thêm kẽm 700 để cho dàn lúa của mình nó quang hợp được tốt, nó thụ phấn được tốt. Có thể là những dàn lúa hơi yếu đó, bà con có thể là xịt dùm cho lưng là một cặp một thân hợp chòi để mà trợ lực giai đoạn lúa chỗ sẹt, và sẽ tăng cái tỷ lệ thụ phấn ở giai đoạn lúa chỗ. Rồi chỗ đều quay lại bộ 3. Rồi công chế me đưa thêm một cửu phẩm A-farm nữa. Thì hôm nay bà con thấy kết quả nè. Nên là khi mà lúa bà con dàn nó phải coi lúa của mình nó yếu lực hay là nó có lực, để mà mình quyết định là gãy phân thêm. Tại vì gãy phân thêm là cái con dao hai lưỡi. Khi mà bà con làm mùa mưa, đông xuân thì cứ vô tư, đông xuân thì vô tư thôi. Còn vụ này là mùa mưa, giải là phải coi và thủ lại đi nào với trái kali. Dư đạm một cái chỗ lên là đơ bông rất là nhiều. Và rất là nhiều bà con bị cái tình trạng là gãy cổ bông, gãy cổ bông trên diện rộng luôn á. Những cái ông nào mà ở giai đoạn lúa nhỏ mà bị đơ bông á, rồi bắt đầu tới giai đoạn mà bắp mà quay lại gãy cánh trắng á, giải phân thêm mà sẽ đơ không kỹ, thứ nhất là bị đơ bông, thứ hai là bị gãy cổ bông, thì cái năng suất còn gì nữa đâu mà ăn bà con. Cứu vậy thôi chứ bà con, đúng không? Coi nhà lúa nè, vậy thôi chứ. Hạt nó vô hầu như là tầm khoảng 90 mấy%, tỷ lệ hạt chắc nó cũng sáng, nó cũng đẹp luôn. Và cái lá nè, lá đâu phải trái là trái hết đâu. Và cái hạt nè, nó không phải là nó bị khô mà nó teo tớp đâu bà con, hạt vẫn còn no. Đây nè, tại vì nó làm việc hết sức rồi, hết sức mình là nó lấy cạo cậy cho mình rồi. Thì tới thời điểm này lá còn khoảng 3%, có lá thì còn khoảng 7% nè, trái chót. Rồi rút kinh nghiệm thêm cái nữa nè bà con, nhiều bà con bị gầy cánh trắng nhiều quá đó, rồi bắt đầu coi tin tức quá nhiều. Bà con 3 ngày 4 ngày xịn cử, 3 ngày 4 ngày xịn cử, xịt giết ruồi luôn. Rồi bà con đổ thừa là gầy cánh trắng xịt không lại, không phải đâu. Do có vấn đề bà con xịt quá nhiều thuốc gầy, nó dẫn đến tình trạng là lúa bà con bị nóng, rồi nó cháy luôn cái lá, rồi nó bị chín áp luôn, nó thụ phấn không được luôn. Thì những cái dàn lúa đó, những cái dàn lúa đó là vô phương cứu, không có đường nào cứu được. Nên là xịt cho giảm mật độ thôi. Thí dụ chỗ sẹt có, đưa vô xịt chỗ sẹt. Rồi chỗ đều thôi, từ từ. Rồi đến giai đoạn công với me, cái mật độ gầy cánh trắng còn nhiều thì mình sẽ xịt cửa gầy cánh trắng. Chủ yếu là trợ lực cho nó chỗ, cho nó ra, cho nó đẹp đi. Rồi mình kết hợp mật thân hợp chòi, mình kết hợp điều hòa anh trưởng, và mình bổ sung cho nó cái kẽm 700 để trợ lực cho nó vô gạo, cho nó đẹp, cho nó tốt. Rồi tới giai đoạn công với me, nếu mà già lũ bà con yếu lực quá thì mình sẽ gãi trợ lực thêm cửu phân ướt hạt, và mình kết hợp mà thân hợp chòi, mình xịt giai đoạn công chống me là ok, là cứu rất là nhẹ nhàng, rất là bình thường. Chứ để mà xịt dội xịt vàng á, nó bị chín áp là một, nó hư luôn cả cái hạt phấn luôn. Còn nhiều ông á là ở giai đoạn trước chỗ á, Lưng thấy nhiều trường hợp á, 3 ngày 4 ngày xịn cử xịt giết nó bị chỗ nghẹn luôn, nó bị ngộ độc thuốc á, nó chỗ không nổi luôn, ngộ đầu quay ra là nói về cánh trắng. Mà trong khi đó do chính bà con á xịt thuốc quá nhiều, gây tình trạng ngộ độc thuốc, nó chỗ nghẹn á. Nên là chốt lại á, gặp gầy cánh trắng và tình trạng vàng lá thời tiết á, sinh lý á, thứ nhất là bổ sung dinh dưỡng nếu già lũ bà con yếu lực. Thứ hai là cung cấp điều hòa sinh trưởng ở trong cầu thân hợp chòi, để giống như thuốc bổ vậy đó, cho già lũ của mình nó làm đồng tốt, nó chỗ gạo hơn, nó dù gạo tốt hơn. Thông qua video bà con có thể là đánh dùm cho lưng cái năng suất cái dàn lúa này, nó năng suất như thế nào nha, có thể là đánh giá dùm cho lưng dàn lúa này thưa không. Chọn nha, chọn hai giai đoạn gãy phân. Hoặc là mình có thể mình kết hợp mà thợ chờ để trợ lực cho nó vô gạo nha. Chứ để mà nhiều bà con vội vội vàng vàng gầy cánh trắng đánh á, cái bà con gãy phân ở giai đoạn bắp mà trong khi đó lúa mình đang còn xanh,
mà vàng lúa mình nó có lực á, gãi vào vào vàng vàng, gãi vô một cái chỗ lên mưa nó phơi cái bông lên đó, rồi bắt đầu quay qua lép nhiều dữ lắm, nhiều luôn đó bà con. Nào là gãy cổ bông nè, rồi nào là lép hạt nè, thì nó sẽ thất thoát năng suất cái vàng lúa bà con rất là nhiều. Có ai bị hổm gài, có ai mà gãy phân thi mà bị, bình luận trong video dù cho Lưng cái coi.